Em tưởng ra đây làm nên từ lúc nào rồi? Lúc mấy giờ rồi? 6 giờ. Đi từ lúc 6 giờ luôn á? Đây là em đang làm hộ nhà bà hay là hộ nhà ai? Hộ nhà ai? Bà. À, hộ nhà bà. Hôm nay thì anh vào đây, anh mua một phần quà của chị Quỳnh và cho hai anh em. Đoạn cái chỗ nương này thì rất là dốc luôn, rất là nguy hiểm các quả. Cây chào các bạn. Rồi, em cảm ơn quá. Bây giờ thì cháu thành xế. Xin kính chào các bà, quý cô bác anh chị đã quay trở lại trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Thì hôm nay cháu Thành lại tiếp tục vào đây để thăm hai anh em Tủa và Nô. Và cháu có mang phần quà của chị Quỳnh vào đây ạ. Bây giờ thì cháu Thành xin mời các bà, quý cô bác anh chị cùng theo chân cháu Thành đi xuống nhà xem hai anh em Tủa và Nô có ở nhà không nha các bà. Thì cháu Thành có mua phần quà của chị Quỳnh là hết 200.000 nha các bà. Cháu mua một kiện mì với sữa với bánh cho hai anh em Tủa và Nô các bà. Bây giờ thì cháu Thành xin mời các bà cùng theo chân cháu xuống dưới nhà xem hai anh em Tủa và Nô có ở nhà không nha. Tủa ơi! Nô ơi! Không có ai ở nhà rồi không các bà? Thì là cháu, do là cháu vào đây cũng hơi sớm nên em Nô thì còn chưa dậy. Em Tủa thì ông bảo là, ông của em Tủa bảo là em Tủa đi làm nương rồi nên cháu Thành sẽ đi sang bên nương gọi em Tủa về để nhận phần quà của chị Quỳnh nha công các bà. Ông của em Tủa có bảo là em Tủa làm nương ở bên kia đồi không các bà? Em Tủa làm nương ở tít bên kia không các bà? Xa xa bên kia. Và bây giờ thì cháu Thành sẽ đi sang bên đấy để gọi em Tủa về nha không các bà? Thank you.
Em chào anh đi làm nương về. Đi làm. Từ đây sang bên đấy cũng hơi xa các bà. Những cây ngô mà người dân ở đây trồng trông rất là tươi xanh và rất là xanh tốt không các bạn, rất là tươi tốt luôn. Đoạn này rất là dốc luôn các ông các bà. Đoạn đường này xuống là rất là dốc luôn, rất là nguy hiểm luôn. Cháu Thành cũng đã đi đến đây rồi, chả biết em tưởng có ở dưới này không, không các bạn. Hiện tại thì trời đang rất là nóng luôn, rất là nắng nóng rồi. Đoạn nương này thì rất là dốc luôn. Xa xa kia là hình như cháu Thành thấy em Tủa rồi. Tủa ơi! Lên đây anh bảo đấy. Đoạn này rất là dốc luôn các bạn ấy. Em Tủa là nghỉ hè về là biết để phụ giúp ông bà trồng ngô không các bạn. Em Tủa ra đây làm nương từ lúc nào vậy? Lúc mấy giờ rồi? 6 giờ. Đi từ lúc 6 giờ luôn á? Đây là em đang làm hộ nhà bà hay là hộ nhà ai? Ừ, chưa thôi. Hộ nhà ai? Bà.
À, hội nhà bà. Hôm nay thì anh vào đây, anh mua một phần quà của chị Quỳnh và cho hai anh em. Đoạn này rất là dốc luôn các bạn. Em Tủa có bảo là em Tủa đi làm từ lúc 6 giờ sáng mà hiện tại bây giờ đã là 8 giờ rưỡi rồi các bạn. Đoạn cái chỗ nương này thì rất là dốc luôn, rất là nguy hiểm các bà. Bây giờ thì cháu anh sẽ sang bên đoạn này đứng đợi em Tủa lên. Rồi sẽ đi về các cô bà, đi sang bên nhà em Tủa. Phong cảnh ở chỗ em Tủa này thì rất chi là yên bình và rất chi là đẹp nha các bà. Rồi, em Tủa ngoan quá. Bây giờ thì cháu Thành sẽ với em Tủa sẽ đi sang bên nhà đúng không các bà? Đi sang bên nhà ông bà của em Tủa rồi xem em Dâu dậy chưa đúng không các bà? Rồi sẽ đi sang bên nhà của em Tủa. Em Tủa đi làm nương như này có mệt không? Làm nương như này mệt lắm, phải chăm chỉ cố gắng đi học vào, sau này mới không phải làm nương. Em Tủa là bây giờ là em được về nghỉ hè rồi à? Em được nghỉ mấy tháng? Nghỉ 2 tháng hè. Các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Hiện tại thì em Tủa thì cũng đã được nghỉ hè rồi. Nên em Tủa cũng sẽ về nhà và chăm sóc cho em nuôi nhiều hơn. Nhà cũng các bà, chứ nếu như kiểu như lúc em Tủa còn đang đi học ấy thì một tuần em Tủa mới về một lần, nên em nuôi ở nhà rất nguy hiểm.
Bây giờ thì cháu thành với em Tủa là nó sắp về đến nhà của ông bà em Tủa rồi. Đây, em đâu về mới ngủ dậy nha các bà. Vẫn chưa rửa mặt mũi. Tí nữa sang bên nhà cháu sẽ cháu Thành sẽ rửa mặt mũi cho em thôi. Đây mà, vào đi. Con Tinh xin đi. Chào chào các Tinh ông ừ. Các Tinh bà con Tinh xin đi. Chào chào cha cha à à bây giờ thì cháu Thành với em Nô với em Tủa xe đi sang bên nhà nhé các bà. Con chó đấy em Nô thì giờ mới ngủ dậy. Đấy, các bác bà. Em Tủa thì đang đi sau này. anh Tủa ra rồi đấy. Anh Tủa sang rồi. Này, anh Tủa sang rồi. Cháu Thành sang bên này thì cũng có ông của Nô là đang bẻ mấy cái củi khô này để được đốt này. Không không bà. Nhưng mà nhà nào Nô là nô không món quà lắm rồi. Đây đưa đây anh bắp chờ. Đây anh bắp chờ nhé. Anh bắp chờ anh cho nô uống một sữa nhé. Bánh thế nha, để anh lấy sữa cho. Rồi, cho anh Tủa trước. Rồi, ngoan quá nhỉ. Rồi, Tủa đợi tí, Nô đợi tí nha. Nào, từ từ nào, từ từ nào. Từ nào, Nô xin anh nè, hai tay xin nè. Hai tay xin nè. Này, anh cho Nô uống. Này. Rồi.
nóng quá cháu thành tát hết cả mồ hôi rồi không có bà. Cháu này sẽ lấy một lọ sữa này cho ông tuột tuột với nước. Đấy cũng có bà. Rồi. Đâu? Hai lúc cùng. Ăn sữa ngon không cửa? Ngon. Rồi. Tao bóc được không? Rồi. Nô, anh bảo Nô học theo anh nhé. Con. Nô, con. Ui ôi. Nô làm sữa đổ ướt hết rồi. Rồi. Bóc bánh ăn đi Tùa. Đây, anh bóc cho. Đây. Đây, cho Tùa một cái này. Rồi, đợi Nô uống sữa xong đấy. Nô là vừa ngủ dậy, chưa ăn sáng nên chắc là đang đói lắm không các bà. Năm. À, từ từ phải xin chứ. Phải xin chứ. Bắt đầu. Bắt đầu. Rồi, Nô phải xin chứ. Bỏ vào đây nhá. Bỏ vào đây tí nữa Nô ăn thì anh lấy cho Nô sau nhá. Rồi. Em luôn mang đi viết nào. Đi viết nào. Rồi. Từ 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 từ, phải xin anh chứ. Nào, phải xin anh chứ. Ra đây. Ừ, ra đây, lấy một cái ra đây. Rồi ra đây, ra đây. Rồi ra đây. Em. Em. Xin. Xin. Anh. Em. À. À. Rồi, Nô bảo. Con. Đôi. Nô mời các ông các bà ăn bánh nào. Con. Con. Xin. Xin. Mời. Mời. Các. Các. Ông. Ông. Các. Các. Bà. Bà. Ăn bánh. Ăn bánh. Cùng. Cùng. Cùng chết chết. Rồi. Đây anh bóc cho nhá. Anh bóc cho luôn nhá. Từ từ để anh đặt cái máy quay phim nữa. Anh đặt máy quay phim ra đó nhá. Rồi. Rồi đây. Bánh siêu ngon luôn. Em tưởng em lấy một cái bánh cho ông. Lấy một cái bánh cho ông ạ. Rồi, cầm cái này đi vứt. Cầm đi vứt. Rồi. Hôm nay thì anh có mua hồng. Anh có mua kiện mì tôm này và cho hai anh em tuổi đến Nô ăn nhá. Chân tôm này để tí cho anh nấu cho ăn trưa nhé. Ok. Ngon không? Trông Nô ăn rất là ngon miệng luôn các bạn.
Đây để anh bóc cái vỏ này cho. Nha. Uống nốt lọ này đi, xong cho uống nữa nhé. Uống nốt lọ này cho cho uống nữa. Cất cái kia, tí nữa buổi trưa mình được uống nhé. Thế anh bóc thử. Nó là tiền là phát thôi. À để em nô tự bóc à? Không phải rồi, quay lại ra đấy. Đúng rồi. Và mà con nó nó lại không chịu nói nữa không bà. Quay ra đây. Bánh ngon. Bánh ngọt đấy. Nó ăn cái nhỏ sơ luôn. Rồi Nô là biết lấy một cái bánh cho anh tuổi ấy. Ai, biết lấy cả bánh cho anh à. Nhưng mà anh không ăn được. Anh để cho Nô hết quả. Bánh có ngon không tuổi? Ngon. Bánh này là bánh xịn đấy, bánh ngọt đấy. Mang đi cất. Em Nô uống hết sữa rồi à? Chưa hết đâu. Nô làm gì đấy? Em Nô làm gì đấy? Này không nhìn nè. Rồi cất cái này đi nhá. Cất đi để tí nữa buổi trưa anh sẽ cho Nô với Tổ ăn với uống nhá. Mình ăn thế thôi. Ăn nhiều bánh ngọt quá cũng không tốt đâu. Cháu sẽ để tạm ở đây. Không có bà, hình như còn có cả một bát mềm mén này. Tối mềm mén này là hôm qua em ăn tối à? Con gà ăn. À, cho gà. Gạo lần trước anh mua vào, anh với anh Bình mua vào hết chưa? Chưa à? Để, bà. À, để ở nhà bà rồi à? Lần sau không được bảo bà là không được mang lên đấy đâu nhá. Bởi vì là anh mua cho em với em Nô ăn thì anh sẽ bảo là để đây để anh và anh còn được nấu ăn cho hai em ấy. Nhưng mà mang lên trên đấy thì lại không tiện nhá. Úi giời ơi Nô ơi. Nào, ra đây anh rửa mặt cho, không nhìn nữa, vừa ăn nó no rồi, không nhìn nữa. À, thế anh cho ăn một cái bánh nữa nhé. Cho Nô ăn một cái bánh nữa, rồi, ăn nốt cái bánh này thôi nhá. Không ăn nhiều quá đâu, cái đấy để một tí ăn xong. Ra đây anh rửa mặt cho. Rồi, để anh bóc cho. Bóc cho Nô ăn đấy. Mà Nô đừng có kị, cầm vào cái này, không cầm vào cái này. Ra đây. Đấy, ra đây. Đây, anh tưởng cầm nhấc ra cho Nô kìa. Để anh rửa mặt cho Nô nhé. Rồi, lần. Rửa mặt xong ăn bánh sau.
Rồi đứng dậy về đây rửa mặt cho này. Cho lắm cái hẳn rửa mặt đó. Đấy. Thế là dân lúc không? Làm tốt mà người chưa hút. Này, tốt mặt chị tao hút. Chị là. Tốt à? Ờ, chị tao hút. Tốt à? Má mà, thì là đi mà chị tao hút mà. Lili mùa. Ờ, Lili mùa. Là để cho em nô rồi, tí nữa em nô ăn. Nô ơi, từ từ, chưa sạch đâu em ơi. Dưới đây, chưa sạch đâu. Chị ta hút, chị ta hút. Rồi đấy. Đây, đưa bánh đây anh bóc cho. Ơi vào đây nè. Nô ơi. Nô ơi, vào đây anh bạn. Các cô bà hai yêu tổ bạn Nô là đang chơi với nhau rất là vui luôn. Cái gì đấy? Không được làm thế, không được đâm vào cái này, không được đâm vào cái tay. Ba
Hai anh em tổ vật nuôi đang chơi đấu súng này. Rồi anh tưởng có một cái nhà kìa. Anh tưởng có một cái nhà kìa. Nếu không có một cái nhà rồi. Nào, tí nữa em đâu khóc đấy. Em nuôi tranh luôn được chơi với anh Tủa rồi. Ui, này không được ném như thế nha. Nó làm gì đấy? Ui, không được nhìn như thế, tí nữa vào mặt đấy, anh không cho nhìn nữa đâu. Nào, không cho, không nhìn cái này nữa. Không nhìn cái này nữa, nào, ngoan ngoan nào, ngoan ngoan anh mới thương nào. À, không được nhìn nữa, ngoan ngoan. Thế sao? Rồi, đủ đây, chơi thế rồi, em dọn chiếu đi. Anh thấy nhà hơi vừa muộn đấy, em tìm cái chổi về anh hộ em quét nhà nhé. Nào nào nào, nó không nhìn như thế nào. Em cứ để lên chân đấy tí nữa chơi xong. Để anh quét qua cái nhà đấy.
nào, đứng dậy nào, đứng dậy nào, đây anh bế nào, không khóc nữa, không nữa, không nữa nhỉ, về đây anh bế, đi ra ngoài này, đi ra ngoài này, tí nữa anh lấy sữa cho xong, lấy bánh, lấy bánh, lấy bánh, rồi, không khóc nữa. Thứ video này thì cũng rất dài rồi, nên cháu Thành xin phép khép lại thứ video này và hẹn gặp lại các ông các bà trong những thứ video tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Cháu Thành xin chào các ông các bà, quý cô bác anh chị. Dạ. Nơi con thôi, em luôn đang dối không ấy, em tưởng chào các ông các bà này. Cảm ơn các bà, con chào. Rồi.